Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Kẻ trộm mộ tập 5 của tác giả Phù Sinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21: Mê cung trùng trùng. Tôn Kim Nguyên hơi cao mày lại, đưa tay lên dần về cái chiếc càm không râu. Sau một hồi trầm tư, bèn nói với chúng tôi, dựa vào hai cái tờ giấy này, ít nhất chúng ta cũng có thể đưa ra được mấy kết luận như sau đầu tiên vào thời nhà Nguyễn, con sén tóc khổng lồ này đã xuất hiện rồi. Hơn nữa ngay từ khi đó, nó đã có kích thước cực lớn. Tất nhiên, suy luận về cơ bản chỉ là thừa thải, hơn nữa cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thứ hai, các cậu xem đi. Trên cổ con sén tóc khổng lồ này quả thật có một đoạn xích sắt Chắc hẳn nó đã cắn đứt xích sắt rồi mới chạy trốn ra ngoài mà dựa theo ghi chép trên cái tờ giấy kia thì nó vốn bị trói trước mộ lương dương như thế mộ lương dương thật sự là tồn tại hơn nữa còn cách chỗ của chúng ta hiện giờ không quá xa thứ ba vị lương dương này là lương dương của triều đình nhà nguyên tớ nhớ trong đại minh khai quốc anh hùng truyện có nói rằng vào năm hồng vũ thứ 15, lam ngọc và mộc anh đã dâng lệnh hoàng đế chu nguyên dương đi tấn công thành cung minh ở dân nam nhưng khi đó, Lương Dương đã dơ dét toàn bộ vàng bạc kho báu ở trong thành rồi dẫn quân bỏ đi. Nghe người trong thành nói, lão đã trốn đến núi La Tàn. Sông Mộc Anh đã phái người vào trong núi, lùng sụt suốt mấy tháng trời mà vẫn chẳng có thấy tung tích của lão đâu. Cuối cùng, tờ giấy trắng này được cất giấu ở một nơi kín đáo như thế. Vậy thì nó tuyệt đối không thể là một tờ giấy trắng bình thường. Chúng ta bây giờ chỉ chưa có phát hiện ra điều cơ mật ẩn chứa ở trong đó thôi có lẽ đúng như lời của tiên giao nói, nó là vô tự thiên thư cũng chưa có biết chừng. Bây giờ cậu tạm thời cất nó đi, đến lúc cần dùng tới, chúng ta tự khắc sẽ biết tác dụng của nó là gì thôi. Tôi mới gấp cả hai tờ giấy có chữ và không có chữ kia cẩn thận rồi nhét vào trong túi áo. Sau đó mới nói với Tôn Kim Nguyên. Nghe cậu nói thế, tớ có cảm giác như là thắng lợi đang ở trước mắt vậy. Cậu đã nắm chắc được như thế rồi, vậy tớ không có buồn nản nữa chờ sau khi mà vết thương của cậu đỡ hơn chúng ta có thể tiếp tục xuất phát được rồi tôn kim nguyên xua tay đứng dậy nói khỏi cần tớ đâu có đi lại bằng tay chúng ta cứ đi luôn bây giờ cũng được đời người chính là như vậy cứ luôn phải từ hành trình này bước sang hành trình khác không cần biết bạn đang vui vẻ hay là buồn thương không cần biết bạn đang phấn chấn hay là ủ dột dù chỉ phải tiến về phía trước bởi vì phía trước có mục tiêu mà bạn chưa có đạt tới Địa đạo trước mặt của chúng tôi không có quá nhiều thay đổi, vẫn rộng rãi, lầy lội, sâu không thấy đáy. Chúng tôi cứ như là đang bước đi giữa màn đêm tối mịt, giơ bàn tay ra không có thể nhìn thấy năm ngón. Ánh đèn chỉ có thể rọi sáng được một khoảng rất gần. Sau khi mà đi một hồi lâu, chúng tôi phát hiện cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi, thế là không khỏi thầm nôn nóng. Dương tiền Giao là người không có chịu đựng nổi trước tiên, cô nàng lào bào nói. Chúng ta còn phải đi bao xa nữa đấy. Sao tớ cứ có cảm giác chúng ta đang dậm chân tại chỗ vậy? Liệu có khi nào nơi này có thứ gì đó cổ quái đang cản bước của chúng ta không? Tôi mới tỏ ý tán đồng. Tớ cũng có cảm giác như vậy đó. Còn nhớ cái lần trước khi mà đi trong địa đạo, chúng ta đã gặp phải quỷ đã thường một lần rồi. Kim Nguyên, cậu nghĩ sao? Tôn Kim Nguyên mới nói, tớ cũng từng có cảm giác như thế này nhưng đó là chuyện trong cái lần đi lật đấu đầu tiên của tớ về sau đi nhiều rồi cảm giác này đã phai nhạt căn nguyên của việc này kỳ thật rất đơn giản chỉ là bởi vì sự tương tự của vật tham chiếu nên con người ta mới nhầm lẫn về thị giác thêm vào đó lại phải đi một thời gian dài trong địa đạo không có thông gió nên trong lòng của mỗi người đều cảm thấy bức bối hai yếu tố này đang xen vào nhau lại cùng thúc đẩy nhau khiến cho cảm giác kia càng lúc càng rõ ràng đến cuối cùng thì người ta suy sụp ý chí mất hết tinh thần thậm chí có người còn gì vậy mà lùi bước không có đi tiếp nữa kỳ thực các cậu chỉ cần tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện ra một số khác biệt nhỏ ví dụ như cái địa đạo này nó không phải là thẳng tắp đâu vì được đào trong cái lòng núi cho nên khó tránh khỏi gặp phải những cái tảng đá lớn ngăn đường lúc này người đào địa đạo sẽ phải đào vòng qua đó. Vậy cho nên địa đạo sẽ thoát thì rẽ trái, thoát rẽ phải. Chỉ cần có thể nhìn ra sự khác biệt này là các cậu sẽ dần cảm thấy dễ chịu hơn, không có còn sợ hãi như trước nữa. Được Tôn Kim Nguyên nhắc nhở như vậy, tôi quả thật đã phát hiện ra không ít cái chỗ khác nhau trên đường đi. Chẳng hạn như kích thước, hình dạng của các viên đá rơi trên mặt đất, mức độ thô ráp, vị trí lồi lõm của vách địa đạo tiên nhân có câu thực tiễn xuất chân tri quả nhiên không sai chút nào tôi đang định khen ngợi tôn kim nguyên vài câu lại chợt thấy cậu ta dừng chân sau đó mới ngoảnh đầu nói với chúng tôi đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó dứt lời bèn tránh qua một bên ở phía trước lập tức lộ ra hai ngã rẽ hai bên trái phải cùng với đoạn đường mà chúng tôi đang đi tạo ra ba góc 120 độ y hệt nhau nếu lại thêm một vòng tròn bao quanh nữa thì rõ là thành biểu tượng của Mercedes-Benz rồi. Những người trộm mộ rất sợ gặp phải tình huống thế này. Cũng giống như tôi đã nói trước đó, con người ta sợ nhất chính là phải lựa chọn. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ đẩy bản thân vào tuyệt cảnh, dĩ nhiễn không có ngóc đầu lên được. Còn nhớ trong cái chuyến đi tới Đại học Cốc hồi học đại học, chính là vì lựa chọn sai lầm mà ba người chúng tôi suýt đã mất mạng dưới lòng đất. Tôn Kim Nguyên trầm ngâm nói Lần này thì ai lựa chọn đây Vẫn cứ để cho dân Sơn đi đi Lần trước á, cậu đã chọn sai rồi Lần này chắc không có sai được nữa đâu Dù sao xác suất Cũng đã 50-50 rồi Tôi mới lập tức xua tay Đừng có bắt tớ chọn chứ Tớ bây giờ đang xui xẻo lắm Khó khăn lắm mới thi đổ đại học Thì lại chẳng có học được cái gì Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được thì nhà nước không có sắp xếp công việc cho nữa. Khó khăn lắm mới tìm được việc thì lại gì đi làm muộn mà bị đủ việc. Khó khăn lắm mới gom góp đủ tiền mở công ty riêng thì gặp lúc khủng hoảng tài chính. Lần này bắt tớ chọn nữa, tớ chẳng có biết đưa các cậu đến chỗ nào đâu. Tiền giao, cậu chọn đi, tớ tin vào giác quan thứ sáu của phụ nữ. Nói rồi, liền cùng với Tôn Kim Nguyên đưa mắt nhìn qua phía Dương Tiền Giao. Dương Tiền Giao mới nói, được rồi, vậy thì để tớ chọn cho. Lần trước con đường bên trái là con đường chính xác. Vậy thì lần này chắc là đến lượt con đường bên phải rồi. Chúng ta đi rẽ phải đi. Dứt lời liền dục Tôn Kim Nguyên xuất phát. Lịch sử cứ luôn giống nhau đến kinh người như thế. Đang khi chúng tôi tràn trề hy vọng mới đi qua được chưa có đầy 5 phút đã lại gặp phải một ngã ba đường khác. Vẫn là hai cái nhánh rẽ hai bên trái phải vẫn là những góc 120 độ giống hệt nhau như thế. Hình như là chúng tôi chưa có từng lựa chọn, hình như tất cả chỉ là ảo giác của chúng tôi mà thôi. Tôn Kim Nguyên nói, thế này thì thật là, tớ chưa có gặp phải tình huống này bao giờ. Đằng nào cũng không biết đâu là con đường chính xác. Chúng ta lại rẽ phải tiếp đi, để xem xem cuối cùng sẽ xảy ra cái chuyện gì. Sự việc không hề đơn giản như là trong tưởng tượng sau khi mà chúng tôi rẽ về bên phải mười mấy lần liền, biểu tượng Mercedes-Benz lại một lần nữa xuất hiện trước mắt của chúng tôi. Những ngã ba đường này giống như là một đám anh em sinh năm sinh bảy vậy, hoàn toàn giống nhau, ngay cả một người tinh mắt như Tôn Kim Nguyên cũng chẳng có phát hiện ra điểm nào khác biệt. Toàn bộ địa đạo dường như là có dù số ngã rẽ, chẳng khác nào một mê cung khổng lồ. Tôn Kim Nguyên mới nói, đây là 8-9 phần 10 là mê trận, mà chủ nhân ngôi mộ đã tạo ra đề phòng những người trộm mộ. Hơn nữa, người thiết kế trận này cũng không có đơn giản chút nào. Tớ chỉ mới được nghe kể về bát trận đồ của Gia Cát Lượng và bát quái trận trong kinh dịch mà thôi. Biết rằng hai cái trận này đều có tổng cộng 8864 mê cung. Ít nhiều cũng có thể thử bắt tài phá giải chứ còn cái loại trận này chưa có gặp phải bao giờ. Theo tớ được biết, loại mê trận này thương rất nguy hiểm. Bên trong có bố trí cơ quan, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ xa thân vào cạm bẫy. Có điều chúng ta tạm thời đều an toàn, chỉ là đi lòng vòng rồi trở về cái chỗ cũ rất nhiều lần thôi. Bây giờ tớ sẽ dùng dao khắc ký hiệu vào mỗi cửa hang mà chúng ta đi qua. Các cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Lời nói của Tôn Kim Nguyên làm trái tim của tôi như nhảy lên tới tận cổ họng rồi. Chúng tôi vừa chiến đấu với một con sáng tóc thành tinh xong, bây giờ chui vào một mê cung, chẳng rõ nông sâu thế nào. Quả đúng là vừa mới ra khỏi hang hổ thì đã gặp ngay miệng sói. Nói thật lòng, phải đi lại trong mê cung này còn chẳng bằng đường đường chính chính chiến đấu với con quái vật hữu hình. Bởi vì như thế, bạn ít nhất còn có thể nhìn thấy nó, sờ thấy nó, còn ở trong mê cung bạn chẳng có biết kẻ địch của mình là ai cũng chẳng có biết có những cơ quan cạm bẫy nào đang chờ đợi mình, mà điều đáng sợ nhất rất có thể bạn sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, không có thể đi ra ngoài được. Lần này chúng tôi hết rẽ trái rồi lại chuyển sang rẽ phải, nhưng sau khi mà đi bừa qua mười mấy ngã rẽ vẫn không có nhìn thấy ký hiệu nào mà Tôn Kim Nguyên để lại. Điều này khiến cho chúng tôi không kìm được phải phát rồ lên nhủ thầm, địa đạo này rốt cuộc lớn đến chừng nào chứ? ở đây rốt cuộc có bao nhiêu ngã rẽ chứ? Đứng trước một ngã ba đường, Dương Tiên Giao vừa thở hồng học vừa nói, không ổn rồi, tớ sắp phát điên lên mất. Còn nhớ hồi nhỏ, bố của tớ dẫn tớ đi chơi mê cung ở trong công viên, tớ không có tìm được đường ra, đã nồn nóng đến phát khóc. Từ đó về sau, á tớ không có bao giờ dám chơi trò này nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp phải một mê cung thật sự thế này. Sao mà số của tớ xui xẻo đến thế chứ? Thấy giường tiền giàu bi quan như vậy, tôi bất giác không có đành lòng liền an ủi. Tục ngữ có câu, trời không có tuyệt đường người. Lần trước dù gặp phải biết bao là nguy hiểm, nhưng mà đến cuối cùng, chúng ta vẫn quá nguy thành an đây thôi. Hơn nữa, chúng ta còn có kim nguyên nữa mà. Cậu ấy nhiều tài giặc lắm, chưa có biết chừng lại có thể đưa chúng ta ra ngoài luôn bây giờ chứ. Dứt lời, tôi mới liền đưa mắt nhìn qua Tôn Kim Nguyên. Kỳ thật, Tôi cũng muốn nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng của cậu ta, vì tôi bây giờ nào phải là không nung nóng chứ." Tôn Kim Nguyên mới nói, "Cứ đi tiếp xem thế nào thôi, lần này chỉ e tớ cũng chẳng có làm gì được rồi." Chương 22: Âm Dương Lục Hợp. Giữa cái làn nước bùng ngập quá bàn chân, ba người chúng tôi ngẩn ngơ đứng đó, tôi mới đưa tay gõ đầu, Dương Tiên Dao vạch ngón tay ra đếm, còn Tôn Kim Nguyên đưa tay sờ càm, tất cả đều chìm vào trong dòng trầm tư. Dương Tiên Giao mới chợt nói, không phải là chúng ta có la bàn sao? Chỉ cần dựa vào đó mà phân biệt phương hướng, khả năng tìm được đường ra không phải là sẽ lớn hơn rất nhiều sao? Tôn Kim Nguyên đưa tay vỗ đầu đánh bóp một cái nói, à phải rồi, chỉ cần chọn lấy một phương hướng, sau đó chỉ cần có nhánh địa đạo nào đi về hướng đó, chúng ta sẽ chọn lấy lối đó mà đi như thế nhất định không có bị lạc đường nữa chúng ta đã tiến vào cái nơi này từ phía sau ngọn núi tức là từ hướng bắc nếu muốn tìm được cái ngôi mộ trong lòng núi thì cần phải đi về hướng nam nhất định là vậy rồi tôn kim nguyên bảo tôi lấy la bàn trong ba lô ra tôi y lời làm theo lại để chiếc la bàn vào giữa lòng bàn tay thấy đầu kim chỉ cái hướng nam trên la bàn sau khi mà xoay qua xoay lại một hồi liền dừng lại chỉ thẳng vào cửa hang nơi tôn kim nguyên đang đứng tôn kim nguyên mới vui vẻ nói tớ biết ngay là bên này mà cho nên mới đứng ở đây trước rồi chúng tôi không có nói gì nữa lập tức tiến về phía sau trong địa đạo theo hướng chỉ của la bàn mọi chuyện lần này có thể nói thuận lợi ngoài sức tưởng tượng mỗi lần mà chúng tôi gặp phải ngã ba đường là la bàn đều có thể chỉ ra cửa hàng nằm ở phía nam tôn kim nguyên tỏ ra hết sức đắc chí về việc lần nào mình cũng có thể đứng đúng chỗ. Hãy cứ tin tưởng và đi theo tớ đi, tớ không có để cho các cậu phải chịu thiệt thòi đâu. Tôi mới chợt nghĩ tới một việc, bèn nói lại với hai người bọn họ. Chúng ta vốn đi về hướng Nam, tại sao đã rẻ bao nhiêu lần rồi mà bây giờ vẫn đi về hướng Nam thế? Nụ cười trên mặt của Tôn Kim Nguyên sau nháy mắt đã trở nên cứng đờ. Cậu ta mới cao mày nói, ờ à, đúng thế, hình như có vấn đề gì đó rồi tớ chỉ mãi hưng phấn quên bén mất không có chú ý tới chuyện này trước mắt lại xuất hiện một ngã ba đường tôn kim nguyên đi tới ngay trước một ngã rẽ đầu mang màu đỏ trên kim la bàn chỉ thẳng vào ngã rẽ trước mặt của cậu ta sau đó cậu ta lại đi tới ngã rẽ còn lại và cũng thật là bất ngờ đầu kim la bàn màu đỏ tức thì chuyển hướng chỉ sang phía đó nếu chỉ dựa theo kết quả kiểm tra phương hướng của chiếc la bàn này, tôi có thể đưa ra một kết luận. Đó là phía bên trái là hướng nam, bên phải cũng là hướng nam. Ở nơi này có hai hướng nam chỉ qua hai phía. Dương Tiêu Già mới nói, chắc không phải là chiếc la bàn này bị hỏng chứ. Đừng nói với tớ là cậu ham của rẻ cho nên mua hàng nhái ở bên đường nha. Tôn Kim Nguyên dỗ dàng thanh minh, không thể nào... Đây là hàng ngoại quốc chính hãng, tớ đã nhờ người mua đó chất lượng tuyệt đối không có vấn đề gì hơn nữa cho dù chiếc la bàn này có bị hỏng thì hướng chỉ của nó cũng phải rất bừa bãi mới đúng chứ không có thể lần nào cũng chỉ vào hướng mà chúng ta muốn đi được theo tớ thấy vấn đề nhất định nằm tại cái mê trận cổ quay này còn la bàn vốn không có bị hỏng hóc gì cả tôi nhớ tư nguyên lý của la bàn từng học được ở trong giờ vật lý hồi còn trung học cơ sở bèn nói lẽ nào tại cái nơi trong cùng của địa đạo lại có một khối nam châm lớn chính từ tính của khối nam châm đó đã làm ảnh hưởng tới công năng của la bàn vì trong địa đạo này không có thứ gì ngăn cản từ trường đi qua nơi này mạnh hơn từ trường ở những cái chỗ khác không có địa đạo do đó mũi kim chỉ hướng mới luôn chỉ vào sâu trong địa đạo tùng kim nguyên nghe mà lắc đầu không ngớt nói nghe thế là đủ biết cậu chẳng có hiểu mấy về khoa học tự nhiên rồi nói năng thì bừa bãi quá đi ý của cậu nơi nào từ trường mạnh thì có thể kéo kim la bàn chỉ về hướng đó đúng không nhưng mà cho dù từ trường có chỗ mạnh chủ yếu thì cực từ cũng không có bao giờ thay đổi do đó bất kể chúng ta đang ở đâu chỉ cần từ trường của nơi này mạnh hơn từ trường của trái đất kim chỉ nam của la bàn nhất định sẽ chỉ về phía cực âm của từ trường ở chỗ này còn khi nào chúng ta đi tới nơi mà từ trường của trái đất mạnh hơn từ trường của chỗ này, Kim Chỉ Nam sẽ khôi phục trạng thái bình thường chỉ về hướng Nam như cũ. Trong khi đó, chúng ta sau mỗi lần rẽ, Kim Chỉ Nam đều chỉ sâu vào trong địa đạo. Đó, tớ cho rằng không phải là nguyên nhân này. Tôi nói, cậu nói nghe mơ hồ khó hiểu quá đi, có điều nếu la bàn đã không hỏng, vậy thì chắc chắn phải tuân theo nguyên lý cùng cực thì đẩy nhau trái cực thì hút nhau. Nếu không phải có một khối nam châm lớn gây tác động, lẽ nào hai đầu của địa đạo đã được thông điện với nhau? Thế là dòng điện mới làm sinh ra từ trường. Nhưng khả năng này thì lại càng nhỏ đó. Tôn Kim Nguyên nói: cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau. Kim la bàn chia hai cực nam bắc. Nam là cực dương, bắc là cực âm. Cực âm chỉ hướng nam, cực dương chỉ hướng bắc. Tớ còn nhớ sư phụ của tớ trước đây từng nói tới một loại trận pháp có tên là âm dương lục hợp, thường được dùng trong việc bài binh bố trận thời cổ đó, nhưng mà còn dùng trong việc địa đạo làm mê cung, tớ chưa có nghe tới bao giờ. Để bày được trận âm dương lục hợp, cần phải có tổng cộng là 7.200 tướng sĩ. Cứ hai tướng sĩ thì hợp là một nhóm âm dương đứng tựa lưng vào nhau. Âm ở trong, dương ở ngoài, xếp thành 6 hình lục giác, đều có kích thước bằng nhau. Sau đó, sáu hình lục giác ấy sẽ tiến sát lại gần nhau theo kiểu cạnh ghép cạnh. Chỉ giữ lại khoảng cách rộng bằng hai thân người giữa hai cạnh với nhau để mà làm đường cho quân địch tiến vào. Lúc ấy, nơi chính giữa sáu cái hình lục giác đều chính là khoảng trống hình lục giác đều có diện tích sắp xỉ với các hình ở ngoài. Và đó cũng chính là chỗ dành cho kẻ địch. Một khi mà kẻ địch đã lọt vào giữa trận rồi, sáu đội nhân mã sẽ có thể đồng thời ra tay từng nhóm âm dương luôn phiền thay thế cho nhau không ngừng. Một khi mà có người hy sinh thì người bên cạnh nhanh chóng lắp vào cái chỗ trống. Hình lục giác cũng theo đó mà nhỏ dần đi từng chút một. Đến tận khi tiêu diệt hết kẻ địch mới thôi. Tôi thấy những lời nói này của Tôn Kim Nguyên tuy rằng thú vị nhưng mà chẳng có giúp ích được gì cho tình hình của chúng tôi lúc này. Ban nói với cậu ta, câu chuyện cậu kể cũng hay đấy nhưng mà nó có liên quan gì tới địa đạo này đâu đừng có lạc đề xa quá, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề trước mắt của chúng ta đi đã. Tôn Kim Nguyên mới nói, cậu cũng đừng có nôn nóng như thế, nghe tớ nói hết đã nào. Hơi khác với trận bát quái, trận âm dương lục hợp này, tổng cộng chỉ có 6 cửa thôi. Cũng chính là khoảng rộng bằng hai thân người giữa các cạnh lục giác mà tớ đã nói ở trên. 6 cửa này lần lượt là hưu, sinh, khai, đổ, thương, tử. Trong đó cửa đổ là nơi để cho kẻ địch đi vào cửa khai là nơi dùng để mở ra một góc lưới tha cho đối phương một mạng cửa tử là đường chết cho những kẻ muốn quyết chiến tới cùng cửa thương là nơi cho đại tướng hai bên giao phong với nhau cửa sinh là nơi để bắt giữ tù binh phân công giữa các cửa hết sức rõ ràng không có hề làm ảnh hưởng đến nhau chúng ta bây giờ đang ở trong địa đạo cho nên không có thể thấy hết toàn cục nhưng mà dựa vào địa hình cục bộ thì có thể nhận ra khoảng cách giữa các ngã ba ở nơi này sắp xỉ với nhau. Ba nhánh địa đạo ở các ngã ba thì đều tạo ra ba góc 120 độ. Các cậu thử nghĩ xem, như thế này còn chẳng phải là vừa hay bảy hình lục giác điều sao. Cứ theo suy luận này thì chỗ của chúng ta đang đứng bây giờ nhất định là điểm giao nhau của ba hình lục giác điều trong số đó. Dương Tiên Giao nhất thời chưa có thể tưởng tượng ra những điều mà Tôn Kim Nguyên nói. Bèn lấy giấy ra, sau đó từ một điểm ban đầu dạch ra ba cái đường thẳng có độ dài sắp xỉ nhau tạo thành hình ba góc 120 độ sau khi mà vẽ xong quả nhiên phát hiện trên cái tờ giấy xuất hiện bảy hình lục giác điều trong đó có một hình ở chính giữa sáu hình còn lại bao bọc xung quanh tư tưởng đạo gia quả là bác đại tinh thầm, không ngờ có thể tạo ra hai cực âm dương ở trong địa đạo có câu rằng thấp là âm mà cao là dương gần là âm mà xa là dương cho nên cái việc kim chỉ nam của la bàn chỉ về hướng sâu trong địa đạo cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên dương tiên giao nhìn cái hình vẽ trên tờ giấy hưng phấn mãi không thôi vội hỏi tôn kim nguyên cậu đã biết được nguyên lý rồi sao vậy chắc hẳn có thể phá được cái trận này đúng không tôn kim nguyên mới nói tuy tớ có một chút hiểu biết về trận âm dương lục hợp nhưng đó toàn là nhờ vào mấy cái lời dụng vặt nghe được từ miệng của sư phụ thôi còn chưa có học hỏi một cách hệ thống bao giờ hơn nữa chưa có từng được xem đồ hình của trận pháp không biết là các cửa hưu sinh khai đổ thương tử có thứ tự sắp xếp thế nào và nằm ở đâu có điều trong cái trận âm dương lục hợp đáng sợ nhất là đi vào cửa tử các cửa khác đi vào rồi có lẽ có thể sống được nhưng mà một khi đã đi vào cửa tử thì chỉ có đường chết thôi May mà bây giờ chúng ta vẫn chỉ đang đi lòng vòng trong trận, còn chưa có bước vào cửa nào cả. Nếu không, kết quả thế nào thật là khó nói lắm. Chương 23 Khám phá cơ quan Nghe Tôn Kim Nguyên nói, cậu ta cũng chẳng có cách nào khác, tôi không kềm được lộ vẻ nôn nóng. Nói suốt từ nãy tới giờ, quá ra chúng ta vẫn chưa có chịu chết ở trong này sao? Tôn Kim Nguyên nói, ít nhất thì cho đến bây giờ tình hình như vậy rồi, trừ phi các cậu bằng lòng theo tớ liều một phen. Nếu mà may mắn tránh khỏi cửa tử, chúng ta nhất định sẽ tìm cách thoát ra khỏi cái chỗ này. Tôi mới nói, ý cậu là nếu không có liều chết thì chết chắc không sai, còn nếu liều thì chỉ có một phần sáu khả năng là tất chết có đúng không? Vậy thì ngay cả kẻ ngốc cũng biết là phải lựa chọn thế nào rồi. Tôn Kim Nguyên mới gật đầu nói, thường có lời rằng vận mệnh nằm ngay dưới bàn chân của chúng ta. Nếu đã lựa chọn con đường này thì chúng ta cần phải có sẵn sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Tính toán trước các khả năng mới được. Tính toán trước cái khả năng mới được. Nhìn tình hình bây giờ, đây quả thật là con đường duy nhất của chúng ta rồi. Dương Tiên già mới nói, nếu giận mệnh đang bài là chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này. Vậy thì phải đành chịu thôi. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Tớ cũng đã quen mấy người trợ mộ, bọn họ kỳ thực đều phải lăn lộn trên lằn ranh sống chết mới có một chút thu hoạch đó. Đám giặc cướp vốn sống cuộc sống trên đầu dao lưỡi kiếm, còn những cái người trợ mộ phải sống những ngày tháng giữa dù số sát người. Chúng ta chỉ cần là hiểu rõ cái điều này là được. Tuy Tớ cũng vô cùng lo lắng, nhưng mà ngay từ khoảnh khắc quyết định đi cùng với bọn cậu, Tớ đã quyết định rằng mình ắt sẽ phải trải qua những cái chuyện thế này rồi. Do đó các cậu không phải lo cho tớ đâu Cứ việc phóng tay mà làm đi Bài giảng về tư tưởng của Dương Tiên Giao Quá thật không tệ chút nào Chỉ bằng mấy câu nói Đã làm cho người ta sụt sôi đấu chí Lúc này tôi cũng bắt đầu Có một chút lòng tin Vì xác suất 5 trên 6 Thật sự không hề nhỏ Tôn Kim Nguyên đưa tay cầm lấy Cái bức hình âm dương lục hợp Mà Dương Tiên Giao vừa vẽ nói Giả sử chúng ta Đang ở một điểm bất kỳ ví dụ như điểm a này chẳng hạn vậy thì chỉ cần rẽ qua phải một lần thôi hoặc không thì đang ở điểm b như thế chỉ cần rẽ qua phải hai lần vậy là sẽ tới một cái cửa không có khả năng thứ ba nào khác đương nhiên những cái cửa này đều đang đóng chúng ta cần phải nghĩ cách để mở nó ra sau đó sẽ có thể tiến vào trong số sáu cái cửa bên trong rốt cuộc có thứ gì đang chờ đợi chúng ta điều này tớ không có biết được nha chỉ biết là một sống một chết mà thôi bây giờ chúng ta thử khả năng đầu tiên đi theo tôn kim nguyên chúng tôi từ ngã ba này đi tới một ngã ba khác sau đó liền chọn lấy vị trí ở chính giữa ngã ba bắt đầu dùng xẻng lạc dương để mà đào địa đạo này vốn nằm dưới lòng đất đã nhiều năm rồi đất rất mềm tuy là bên trong có lẫn không ít xoải đá nhưng mà khó mà làm giảm tiến độ của chúng tôi được chẳng mất bao nhiêu công sức Chúng tôi đã đào sâu xuống dưới được 2 mét, 3 mét, nhưng mà lại chẳng có phát hiện cái cửa ngầm nào cả. Tôi mới dừng tay nói, nơi này có lẽ không có cái cửa mà chúng ta muốn tìm rồi, tiến hành kế hoạch B đi. Chúng tôi lại đi tới chỗ một ngã ba khác, sau đó mới gắn sức mà đào. Lần này không có mất nhiều thời gian như trước, đào chưa được một mét, sẻn lạc dương đã da phải một cái thứ gì đó rất cứng. Những cái tiếng lắc cắt lắc cắt, gian lên từ cái lưỡi sẻn, khiến cho tôi nghe mà không khỏi rùng mình. Tùng Kim Nguyên mới nói, đào phải đá rồi. Sao mà khối đá này lại trơn thế chứ? Chẳng có giống đá tự nhiên gì cả. Chắc nó đã được ai đó chôn ở đây rồi. Như vậy, chỗ này rất có thể chính là một cái cửa mà chúng ta đang tìm kiếm. Sau khi mà gạt đi hết chỗ đất xung quanh, chúng tôi nhìn thấy một cánh cửa đá cao hơn thân người, rộng chừng nửa mét xuất hiện ngay trước mặt. Cánh cửa đá trắng ngần, bóng loáng dưới cái ánh đèn pin rội vào còn phản chiếu ra những cái tia sáng chói mắt tôi mới đưa tay tới sờ nó lập tức cảm thấy lạnh thấu xương đẩy thử mấy cái thì thấy nó không hề chuyển động xem ra rất nặng tôn kim nguyên mới nói dựa theo lẽ thường cái chỗ này chắc phải có bố trí cơ quan rồi chỉ cần tìm thấy cơ quan là sẽ có thể mở được cánh cửa đá này ra cậu tránh ra một chút đi để tớ tìm thử xem tôn kim nguyên lần mò khắp trên dưới cánh cửa đá một lượt nhưng mà đừng nói là cơ quan ngay đến một chỗ lồi lõm cũng chẳng có thấy cậu ta mới tức tối dùng chân đá mạnh mấy cái rồi lại lui lại phía sau nghĩ cách Dương Tiên Già mới nói liệu có khi nào chúng ta cần phải sử dụng những câu thần chú giống như ở trong phim không chứ nói rồi liền đứng trước cửa đọc một loạt những câu thần chú quen thuộc dừng ơi mở ra đi ấm ma ni bát mê hồng thiền linh linh địa linh linh cửa đá linh linh vậy nhưng sau một hồi cố gắng của cô nàng ngay cả một tiếng vọng lại cũng chẳng có tôi đi đến bên cạnh cánh cửa đá thầm nghĩ cánh cửa này rộng như vậy chỉ bằng xem thử hai bên xem có chỗ nào sơ hở không vừa mới dùng xẻng xúc lần thứ hai tôi mới lập tức phát hiện hai bên cánh cửa đá đều có chỗ nhô ra nơi chính giữa cái phần nhô ra được đục một cái lỗ tôi dùng sức ấn mạnh cái phần nhô ra vào phía trong chợt thấy cánh cửa đá hơi nhúc nhích Quá ra đây chính là cơ quan mà mọi người vẫn nói tới tôi bảo tùng kim nguyên đưa dây thừng lại sau đó buộc vào phần nhô ra rồi ba chúng tôi chỉ mới kéo khẽ một cái cánh cửa đá đổ ầm xuống đất làm lộ ra một cửa hàng được ẩn giấu phía sau và đây lại là một cái hàng thẳng đứng khác cái hang này làm cho tôi nhớ đến lần trải nghiệm ở trong đại hạp cốc năm nào. Ben buộc miệng nói, đây chắc không phải là cái hang mà chúng ta đã rơi vào năm xưa đó chứ. Lẽ nào đi một vòng lớn như vậy rồi, chúng ta lại quay về chỗ cũ. Tôn Kim Nguyên thả dây thần vào trong cái hang thẳng đứng đó, rồi ngoảnh đầu nói với chúng tôi, bây giờ canh bạc chính thức đã bắt đầu, tớ sẽ đi trước, các cậu cứ đi theo sau là được. Nói rồi liền trượt dần xuống dưới theo sợi dây thần. Chờ đến khi mà xuống dưới đáy hàng, chúng tôi mới ngạc nhiên phát hiện. Quá ra phán đoán của chúng tôi không sai chút nào. Nơi này rõ ràng giống hệt với nơi mà chúng tôi từng đến khi trước. Bốn phía đều là những bức tường được lát bằng đá cẩm thạch trắng, sáng bóng như gương. Chính giữa trần hang có một ô cửa sổ trời hình tròn. Chỉ là ô cửa sổ ấy lúc này đã tối đen, không có thông thẳng ra bên ngoài như trước đây chắc hẳn cửa ra đã bị những khối đá chặn lại rồi. Không đúng, nếu đây là một cái hang khi xưa và bây giờ đã bị bích lại, vậy thì ở phía dưới nhất định phải có đất đá rơi xuống chứ. Trong khi đó, dưới này chẳng có viên đá dụng nào cả. Ngoài ra còn có một điều quan trọng nhất mà vừa rồi tôi không có để ý tới, đó là trong góc tường không hề có bóng dáng của vị tiền bối xương khô kia. Dương Tiên Giao mới hỏi, nơi này là gian phòng đá mà chúng ta đã từng tới sao? Sao mà tới lại thấy không có giống lắm đó? Tôn Kim Nguyên phát giác ra sự khác thường bèn nói. Trừ phi từng của người tới chỗ này mang hài cốt của vị tiền bối kia đi. Bằng không, đây tuyệt đối không thể nào là gian phòng đá ngày trước được. Dương Tiên Giao mới nói, liệu có phải là sư đệ của ông ta đột nhiên thức tỉnh lương tâm, đến đây đưa ông ta về an táng rồi không? Tôi mới nói, khó có khả năng này lắm, vì đã hơn 30 năm trôi qua rồi mà kẻ đó không có chịu tới, lúc này chắc cũng đã già rồi. Hơn nữa tới đây chắc chắn sẽ có những rủi ro nhất định. Với nhân phẩm của lão, ác chẳng có bao giờ chịu làm cái chuyện vậy đâu. Tôn Kim Nguyên mới nói, vừa rồi khi xuống đây, tớ hình như không có thấy cái hang mà ngày trước chúng ta đã dùng để ra ngoài. Xung quanh cũng không có dấu vết bị con chim lớn kia cào vào. Nơi này rất có thể là một gian phòng đá khác theo suy đoán của tớ còn có bốn gian phòng đá nữa y hệt thế này tổng cộng là có sáu gian như vậy mới phù hợp với sáu phương hướng của trận pháp âm dương lục hợp có điều nếu đây là một cửa thì tại sao không khác gì cái lần trước vừa không có thấy dấu hiệu của sự sống lại vừa không có điềm báo về cái chết tớ cho rằng nguyên nhân trong chuyện này rất có thể lần trước chúng ta đi dội quá hơn nữa chỉ có một chiếc bật lửa cho nên không có kiểm tra kỹ càng lần này chúng ta phải cẩn thận hơn mới được gian phòng này sạch sẽ lạ thường trên tường không có lấy một hạt bụi và đây cũng là một trong những điểm khác biệt với gian phòng đá lần trước tôi thầm đoán chắc là vì cái gian phòng đá này đã bị bịt kín cửa ra cho nên bụi bặm mới không có thể theo gió bay vào đây được ba người chúng tôi mỗi người cầm một chiếc đèn pin chia nhau ra cùng tìm khắp nơi xem có manh mối gì không nhưng mà vẫn như lần trước chẳng có thu hoạch gì cả. Cuối cùng, ba người chúng tôi cùng đi tới giữa gian phòng đá, đèn pin trong tay, vô ý chiếu về ba hướng khác nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng phát hiện trên một bức tường xuất hiện một hình chữ nhật do mấy cái luồng ánh sáng màu vàng tạo thành. Có điều chỉ sao nháy mắt, hình chữ nhật ấy đã trở nên rối loạn ngay. Tôi mới dội gọi báo hai người kia chiếu lại đèn pin về hướng vừa rồi. Sau một lúc điều chỉnh, hình chữ nhật kia một lần nữa xuất hiện bởi vì các cái bức tường đá cẩm thạch trắng ở đây có thể phản chiếu ánh sáng do đó những ánh đèn chiếu xéo lên đã phản chiếu lên một bức tường khác rồi lại phải phản chiếu một lần nữa cuối cùng khi mà tất cả ánh sáng cùng dừng lại trên một bức tường thì đã hình thành nên một hình chữ nhật mà cái ô cửa sổ trời tại nơi không có lát đá cẩm thạch trắng trên đỉnh đầu của chúng tôi thì vừa hay biến thành một điểm đen nằm ở trung tâm của hình chữ nhật ấy. Kích thước của hình chữ nhật vừa hay xấp xỉ với kích thước của cánh cửa đá vừa rồi, khiến cho người ta không kìm được thầm nghĩ liệu nó có là một loại cửa đá không. Tùng Kim Nguyên mới nói, lẽ nào chỗ này mới là cơ quan thật sự chứ? Cậu ta đưa chiếc đèn pin trong tay cho tôi, bảo tôi giữ nguyên cái vị trí của chiếc đèn, còn mình chạy đến bên cạnh cái hình chữ nhật kia bắt đầu nghiên cứu cậu ta gõ thử dập hình chữ nhật thấy không có những tiếng lọc cọc vọng ra chứng tỏ là bên trong không rỗng không có ẩn chứa bất kỳ con đường ngầm nào khác sau đó cậu ta một lần nữa mò tìm theo con đường phản chiếu của bốn luồng ánh sáng nhưng vẫn chẳng có phát hiện ra khe hở nào dùng sức đẩy cũng không có tác dụng gì cả nhìn cậu ta không ngừng lọ mọ tôi bất giác nôn nóng thêm vào đó lại phải giữ mãi một tư thế cho nên mỏi nhừ cả hai tay. Bèn hét to lên cho cậu ta. Đã tìm thấy cái gì chưa thế? Cậu thử nghiên cứu điểm đen ở chính giữa đi. Tớ thấy nó giống như một cái nút tắt mở trên tivi nhà của tớ lắm đó. Nghe tôi hét lên như vậy, Tôn Kim Nguyên đưa tay ấn thử vào cái điểm đen kia. Chỉ nghe tiếng rắc một cái, gian phòng đá bắt đầu lung lai dữ dội. Tôn Kim Nguyên mới dội hô to động đất rồi mau tránh vào trong góc đi tôi và dương tiền vào mới vội vàng dứt chiếc đèn pin trong tay ôm đầu chạy tới ngồi xổm trong góc tường tôn kim nguyên thì nằm rạp xuống ở một góc tường khác một lúc sau cơn rung lắc rốt cuộc đã qua đi gian phòng đá không có hề sụp xuống như trong tưởng tượng của chúng tôi sau khi xác định không có việc gì chúng tôi bèn nhặt đèn pin lên chiếu về phía bức tường có hình chữ nhật vừa rồi thấy những cái viên đá cẩm thạch trắng ở vị trí của hình chữ nhật đó đã biến mất thay vào đó là một cửa hàng tối om từ bên trong không ngừng thổi ra những cơn gió lạnh ngắt chương 24 nến vì sao vẫn cháy đây là một đường hầm trong đường hầm tối đen như mực chỉ dựa vào chiếc đèn pin trong tay chúng tôi không có thể xoay tới điểm tận cùng chỉ có thể cảm nhận được cái lạnh liên tục phả ra từ bên trong đó ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Ảnh mắt của tôi và Dương Tiên Giao đều đổ dồn lên người của Tôn Kim Nguyên. Ý muốn hỏi cậu ta rằng có nên đi vào hay không? Vì dù sao cậu ta cũng từng học được một chút về phong thủy, kiến thức hơn hẳn so với hai người chúng tôi. Tôn Kim Nguyên thấy hai người chúng tôi đều nhìn chầm chạp vào cậu ta thì không khỏi có một chút do dự. Sau khi mà nhíu chặt đôi mài một lát, bèn nói với chúng tôi, khỏi cần nhìn nữa chúng ta không có con đường nào khác để mà đi cả đành phải chọn lối này thôi dù đây là cửa tử thì chúng ta cũng phải xông pha một phen mới được đi thôi nào suy nghĩ của tôi cũng gần giống như là tôn kim nguyên tới nước này rồi chúng tôi cũng chẳng còn có quyền lựa chọn nhưng mà dương tiên giao sau khi mà nhìn vào đường hầm đen thu kia thì tỏ ra rất sợ hãi sắc mặt trở nên tái nhợt tính cách của cô nàng này tôi biết rất rõ nói đến lòng can đảm thì cô nàng chẳng có hề thua kém tôn kim nguyên là bao chính tôi mới là người nhát gan nhất trong ba người vậy rốt cuộc điều gì khiến cho cô nàng sợ hãi đến mức này cơ chứ không đúng tôi phát hiện hai mắt của dương tiên giao đờ đẫn vô thần bộ dáng đó không có giống như là vừa nhìn thấy một cái thứ gì đó đáng sợ mà có vẻ như đang suy nghĩ tới một chuyện gì đó đáng sợ thì đúng hơn tôn kim nguyên dường như cũng đã phát hiện ra sự lạ thường, bèn tò mò bước tới. Tôi dỗ dàng, dỗ nhẹ lên da của Dương Tiên Giao một cái mới hỏi. Dương Tiên Giao, cậu, làm sao vậy? Bị tôi dỗ dài, Dương Tiên Giao sợ giật nảy mình, kêu toán lên một tiếng, rồi mới dần tỉnh táo trở lại. Cô nàng hết nhìn tôi, rồi lại nhìn Tôn Kim Nguyên, vẻ vô cùng căng thẳng, rung giọng nói. Chúng ta không có thể đi vào đó được. Tớ có một dự cảm rằng bên trong đó tồn tại một thứ vô cùng nguy hiểm. Không rõ vì sao trong đầu của tớ lúc này lại xuất hiện cơn ác mộng hồi còn nhỏ. Có điều khác với trước đây là cảm giác của tớ lần này vô cùng chân thật. Giấc mơ lột da rút gần cùng với lăng trì tùng xẻo kia, chúng tôi đã được nghe Dương Tiên Giao kể lại. Có điều đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi, mà Dương Tiên Giao bây giờ đâu có nằm mơ. Đang yên đang lành, sao mà lại nghĩ tới chuyện đó cơ chứ? chẳng lẽ đây thật sự là dự cảm của cô nàng sao tôi biết giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất chuẩn xác nên lúc này không khỏi có một chút rợn người chẳng biết nên phải làm thế nào tôn kim nguyên suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói tiền giao liệu có phải là cậu cả nghĩ quá không cơn ác mộng đó của cậu á xét cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi cậu bây giờ đang tỉnh táo cơ mà Tớ nghĩ cậu lo lắng quá cho nên suy nghĩ dẫn dơ thôi. Dương tiền vào, lắc đầu mấy cái thật mạnh, nói giọng chắc nịch. Tuyệt đối, không có phải như vậy đâu. Các cậu có điều chưa biết. Ngay khi mới nhìn thấy con đường hầm này, giấc mơ đó đột ngột hiện lên trong đầu của tớ. Nói một cách chính xác hơn, chính giấc mơ kia đã tự động tìm đến tớ đó. Là, là nó tìm đến cậu sao? Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cảm thấy chuyện này quá lạ thường. Nếu cơn ác mộng của Dương Tiên Giao là một điềm báo, vậy thì khó trách cô nàng lại sợ hãi như vậy. Vì trong giấc mơ cô nàng đã bị người ta giải phẫu cơ mà. Tùng Kim Nguyên đưa tay vỗ ngực bờm bộp tỏ ra hết sức tự tin nói với chúng tôi. Sợ cái gì chứ? Cổ nhân đã nói rồi, sống chết có số, phú quý do trời. Một chuyện nếu nhất định phải đến thì cuối cùng kiểu gì cũng sẽ đến. Chúng ta dù có tránh cũng không có tránh khỏi đâu dựa theo kinh nghiệm trộm mộ nhiều năm của tớ lần này chúng ta còn chưa có gặp phải tình cảnh chết chắc cả mười phần đâu ba người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau sau đó cũng gật đầu thật mạnh tỏ ra vẻ kiên quyết đó là sẽ đi vào trong cái đường hầm kia tôn kim nguyên xốc lại chiếc ba lô sau lưng dung mạnh cánh tay cất bước đi đầu vào trong hang tiếp đến là dương tiên giao còn tôi thì đi sau cùng vừa mới đi vào đường hầm tôi đã cảm thấy toàn thân lạnh giá, cứ như bước vào hầm băng vậy. Chỉ một lát sau, toàn thân đã nổ da gà. Lúc này cả ba chúng tôi phải vừa đi vừa không ngừng xoa dài để giảm bớt cái phần nào cái lạnh. Tùng Kim Nguyên đang đi phía trước, đột nhiên dừng bước. Chẳng biết đã gặp phải cái chuyện gì, dù sao thì lúc này tầm mắt của tôi cũng đã bị hai người bọn họ chặn mất rồi cho nên không nhìn thấy gì cả. Chợt Tùng Kim Nguyên quay đầu lại, hưng phấn nói. Các đồng chí, tôi nhìn thấy cái ánh dương ấm áp rồi, cửa ra nhất định nằm ở phía trước. Tôi cảm thấy hơi khó tin, vì sau một hồi đi lòng vòng, chúng tôi ít nhất cũng đã xuống dưới cái lòng đất hai mươi mấy mét, tại cái chỗ này làm sao mà xuất hiện ánh mặt trời được. Tôi bèn kéo giường tiền vào và Tôn Kim Nguyên qua một bên để đi lên phía trước. Đúng thế, nơi cửa ra ở phía trước quả thật rất sáng cũng có thể là gì đã ở trong thế giới tối tăm quá lâu cho nên cái luồng sáng màu vàng đó chiếu tới làm cho hai con mắt tôi đau nhói thật chẳng rõ cửa ra này rốt cuộc thông tới cái chỗ nào đây đúng lúc tôi và tôn kim nguyên đều đang kích động không thôi dương tiên giao chợt khẽ ồ lên một tiếng giống như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ vậy tôn kim nguyên cười nói tiên giao tớ đã nói là cậu suy nghĩ lung tung rồi mà Lần này cậu tin rồi chứ Đừng có ồ cái gì nữa Chúng ta sắp ra ngoài rồi Dương Tiên Giao đặt ngón tay trỏ lên môi Ra dấu im lặng Ý bảo là chúng tôi đừng có nên nói gì Sao thế Tiên Giao Tôn Kim Nguyên không kìm được nhỏ giọng hỏi Dương Tiên Giao bước lên phía trước một bước Tỏ vẻ thần bí nói với chúng tôi Vừa rồi Tớ nghe thấy cái tiếng bước chân người Nhưng đó tuyệt đối Không phải là tiếng bước chân của chúng ta Tôi cảm thấy đây không phải là chuyện lạ vì phía trước chính là cửa ra rồi có tiếng bước chân thì sao chứ? Cho dù có tiếng còi ô tô cũng chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Tôi bèn cười nói với cô nàng Tiền giao, cậu bị sao vậy? Tớ thấy từ lúc đi vào cái đường hầm này á là gan của cậu nhỏ đi nhiều quá đi. Nghe thấy cái tiếng bước chân chứng tỏ điều gì nào? Chứng tỏ rằng ở phía trước của người sao? Dương tiền giao ngắm lại một chút thấy cũng có lý bèn khẽ lắc đầu cười gượng nói với chúng tôi có lẽ đúng là tớ cả nghĩ rồi dù sao cũng đã tới cửa ra vậy thì chúng ta mau ra ngoài thôi ở cái chỗ này tớ cứ cảm thấy không có thoải mái vì sắp tới cửa ra cho nên chúng tôi không cần phải giữ đội hình làm gì tôi mới đi đầu tiên tất nhiên là người chạy đi trước nhất nhìn cửa ra tràn ngập ánh mặt trời trước mặt thấy nó càng lúc càng ở gần mình hơn cảm giác giá lạnh trên người của tôi lập tức tan biến, bước chân càng ngày càng nhanh hơn. Khi đã ra đến cửa ra, tôi còn chưa có kịp vui mừng thì đã bất giác cự người lại, mặt ngợt ra không thể nào mà đi tiếp được nữa. Ôi mẹ ơi, đây là... Bởi vì tôi dừng lại quá đột ngột, Tôn Kim Nguyên ở phía sau không kịp phản ứng, cứ thế lao rầm vào lưng của tôi. Sau khi mà loạn choạng, tôi ngã nhào xuống đất, đang định bò dậy Thì chợt nghe Tùng Kim Nguyên Hét to lên một tiếng à, Thế rồi lưng của tôi nặng trịch Quá ra đã bị tấm thân to lớn Tráng kiện của cậu ta đè lên người Sống lưng chừng như là sắp gãy rời Ra đến nơi rồi Tôi không có kìm được lào bào nói Tớ nói này Sao mà cậu lại như vậy chứ da vào người của tớ thì cũng thôi đi Nhưng mà cứ phải cưỡi lên người của tớ Mới cầm tâm sao vậy Tùng Kim Nguyên mới nói làm gì có chuyện đó Cậu nghĩ tớ muốn cưỡi lên người của cậu sao Đều là tại tiền giao ở phía sau Gia vào tớ đó Tôi vừa định đáp lại mấy câu Thì dương tiền giao ở phía sau Đã cắt ngang lời của tôi Hậm hực quán trách Bạch dân sơn tớ đang muốn hỏi Tại sao mà cậu lại như vậy chứ Đang yên đang lành cậu dừng lại làm gì Tôi không có để ý tới câu hỏi của cô nàng Dỗ dàng bảo Tùng Kim Nguyên Đứng dậy vì lúc này tôi đã sắp không có thở nổi nữa rồi. Nào ngờ Tôn Kim Nguyên giống như không có nghe thấy lời nói của tôi, cặp mắt nhìn chầm chầm về phía trước. Nhất định không chịu đứng dậy. Tôi phải dục giả mấy lần, cậu ta mới tỉnh táo trở lại. Sau đó lờm cơm bò dậy với vẻ rất thiếu tự nhiên. Lúc này, trên khuôn mặt của Tôn Kim Nguyên ngập đầy vẻ kinh ngạc. Thần thể cứ như là cứng đờ ra đó. Mãi một lúc sau, cậu ta mới quay sang hờ hững nói với Dương Tiên Giao tớ biết tại sao mà Bạch Dân Sơn lại không có đi tiếp rồi, vì phía trước vốn không phải là cửa ra. Cái gì? Nghe thấy cái lời này, Dương Tiên Giao tỏ ra hết sức ngạc nhiên, nôn nóng hỏi. Phía trước không phải là cửa ra, vậy ánh sáng từ đâu tới? Tôi mới đứng dậy, phủi bụi đất trên người chậm rãi đáp. Thứ chúng ta nhìn thấy, căn bản không phải là ánh mặt trời, mà là ánh nến được phản chiếu ra ngoài. Kỳ thật, Tôi dừng chân lại là vì phát hiện ở phía trước căn bản không phải là cửa ra mà chỉ là một gian phòng đá vô cùng rộng lớn thôi. Bốn vách của căn phòng đá này treo đầy những cái chiếc gương đồng lớn nhỏ bên cạnh còn đốt đầy nến mà toàn là những cây nến to hơn cái loại nến mà ta thường dùng ở nhà rất nhiều. Ảnh nến sau khi mà chiếu vào những chiếc gương đồng liền phản chiếu trở ra làm cho căn phòng đá này trở nên hết sức sáng sủa Chúng tôi vì không có hiểu rõ nguồn cơn cho nên mới nghĩ rằng đó là ánh sáng mặt trời. Lúc này ở phía trước chúng tôi còn có một con đường lớn nằm ngang được lát bằng những khối đá xanh phẳng lì. Đoán chừng dù có 10 người sắp thành hàng ngang đi trên đó cũng không có thành vấn đề gì. Ở phía bên trái, con đường thông thẳng một mạch tới một cái đài cao, trong cực kỳ khí thế. Trên đài cao còn có một chiếc ghế trông như là long ỷ của hoàng đế thời xưa. Chiếc ghế đó được giác vàng, chẳng biết được làm từ nguyên liệu gì, nhưng mà chỉ cần nhìn bề ngoài thôi, đã thấy toát ra vẻ uy nghiêm rồi. Còn phía bên phải, con đường thông tới một cánh cửa đá lớn, nhưng mà cánh cửa đá ấy lại đóng chặt. Chẳng biết phía sau có phải là cửa ra hay không. Tôi mới ngẩng đầu nhìn, thấy trên cánh cửa đá có viết hai chữ lớn, có điều đó là chữ từ thời xưa, tôi không có đọc được. Ôi trời ơi, những cái thứ ở chỗ này khoa trương quá đi xem ra cái vị lương dương kia quả đúng là bạo tài thật chẳng biết từ lúc nào dương tiên giao đã chen tới bên cạnh tôi mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng đá trước mặt không kìm được cất lời bàn tán không kìm được đã cất lời tán thán dương tiên giao nói không có sai không ngờ mộ của một vị lương dương thua trận mà lại xa qua tới mức này hơn nữa đây vẫn chưa phải là mộ thất chính vậy cái mộ thất chính sẽ còn xa qua tới mức nào nữa đây? Liệu có khoa trương hơn cả nơi này nữa không chứ? Lúc này, trong đầu của tôi bỗng nổi lên một ý niệm, chỉ là mộ của Lương Dương mà đã rộng lẫy thế này, lăng mộ của thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng thì sẽ ra sao? Nhìn địa cung xa qua trước mặt, tôi và Dương Tiên Giao đều ngợp trong một cơn kinh ngạc tột cùng. Miệng há to, thiếu chút nữa, rớt cả cằm xuống đất rồi. Tùng Kim Nguyên thì hiển nhiên vừa rồi còn chưa có xem đủ lúc này ra sức đẩy tôi và dương tiên giao qua một bên để chen vào giữa rồi tiến lên phía trước tôi và dương tiên giao mới lập tức tỉnh táo trở lại dỗ dàng bám theo sau cậu ta đi vào trong địa cung nhìn thấy một cảnh tượng chấn động lòng người như thế này với tính cách của tôn kim nguyên xưa nay thì việc đầu tiên mà cậu ta muốn làm ắt hẳn là suýt xoa một phen sau đó thì tự khen ngợi bản thân rằng ngay đến một nơi thế này mà mình cũng có thể tìm được nào ngờ lúc này khi đã nhìn được một lát sắc mặt của cậu ta trở nên tái nhợt bộ dạng đó chẳng hề giống như đang kích động chút nào thậm chí có vẻ như là gặp ma giữa ban ngày vậy trên trán nổi rõ gần xanh mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt dương tiên giao nhìn thấy cái bộ dạng đó của tôn kim nguyên thì không kìm được bật cười sau đó cất lời trêu chọc kim nguyên dù cậu có kích động thì cũng đâu cần phải làm đến vậy chứ. Cậu uống nhầm thuốc hay sao thế? Tôn Kim Nguyên ngoảnh đầu qua cười gượng với hai chúng tôi. Bộ dạng của tớ bây giờ giống như đang rất kích động sao? Các cậu đúng là đầu đất. Bây giờ mà còn có tâm trạng để mà ngắm cảnh với cả diễu cợt tớ nữa. Lẽ nào vẫn chưa có biết. Chúng ta đã gặp phải phiền phức lớn rồi đó. Cậu nói thế có ý gì chứ? Lẽ nào đây không phải chỉ là địa cung xa hoa thôi sao? Dương Tiên Giao vừa nói, vừa tỏ ra rất khó hiểu. Tôn Kim Nguyên không có trả lời, chỉ nhìn chúng tôi, nở một nụ cười hờ hững. Cái bộ dạng đó của cậu ta khiến cho tôi không kìm được phải rùng mình. Tôi biết, mỗi khi mà Tôn Kim Nguyên cười như vậy, thì sẽ có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ hoặc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra. Đây là cái thói quen từ nhỏ của cậu ta. Tôi mới dội bảo cậu ta đừng có úp úp mở mở nữa, mau, nói rõ xem, rốt cuộc đã phát hiện ra cái điều gì lạ thường. Tôn Kim Nguyên mới gật đầu nói, dân sơn, vẫn là cậu hiểu tớ nhất. Nói rồi, liền đưa tay chỉ về một chiếc gương đồng, ở cách chỗ của chúng tôi không xa hỏi, có nhìn thấy ngọn nến đó, ở bên cạnh chiếc gương đồng kia không? Tôi mới nói, cậu hỏi thế không phải là thừa thải sao? Bọn tớ đều không mù mà nến thì có bao nhiêu như vậy tất nhiên là phải nhìn thấy rồi chứ tùng kim nguyên ra hiệu bảo tôi đừng có cắt ngang sau đó mới nói tiếp vấn đề không phải là những ngọn nến điều mấu chốt tớ muốn nói tới ở đây là những ngọn nến đó vẫn còn đang cháy nghe cậu ta nói vậy trái tim của tôi tức thì nguội lạnh quá nữa rồi gần như là chỉ sau nháy mắt đã hiểu được ý tứ của cậu ta khỉ thật lẽ nào chúng tôi đã gặp ma sao những ngọn nến này tại sao mà vẫn cháy được vậy? Gã lương dương đó đã chết cả 600 năm rồi, cho dù là một ngọn nến to như cây cột đình, chắc cũng có thể cháy hết từ lâu rồi mới phải chứ. Trong khi đó, những ngọn nến đang cháy trước mắt của chúng tôi như vừa mới được đốt lên. Ngọn lửa lập lòe, chẳng khác nào một cô gái xinh đẹp đang thước thà nhảy múa. Có điều lúc này chúng tôi chẳng có tâm trạng đâu để mà ngắm nhìn hay là tán thưởng nữa. Sau cơn kinh hãi, tôi mới nhìn quanh hai bên trái phải tìm kiếm manh mối. Không ngờ thực sự phát hiện ra một điều lạ thường. Quan sát thật kỹ, thấy cái chỗ này từ trên xuống dưới, bất kể là những tấm gương đồng hay là mặt đất đều vô cùng sạch sẽ, không có dính một hạt bụi, hoàn toàn không giống như đã bị chôn dù dưới đất sâu mấy trăm năm. Tôi mới dỗ dàng nói phát hiện này cho Tôn Kim Nguyên và Dương Tiên Giao biết. Dương Tiên Giao dường như là nghĩ tới điều gì đó bèn nói. Phần phía trước ngọn núi không phải đã bắt đầu được khai phá sao? Liệu có phải địa cung này đã được nhà nước phát hiện và nằm trong cái diện được bảo vệ rồi không chứ? Bằng không tại sao mà lại sạch sẽ như vậy? Bây giờ vào thời buổi nào rồi nếu ngôi mộ này đã được nhà nước phát hiện vậy thì thiết bị chiếu sáng ở bên trong phải là đèn điện mới đúng chứ? Sao còn dùng nến? Tôn Kim Nguyên lập tức bác bỏ phán đoán này của Dương Tiên Giao. Lời của Tôn Kim Nguyên nghe rất có lý, nhưng nếu không phải như Dương Tiên Giao phán đoán, vậy nguyên nhân thật sự rốt cuộc là cái gì đấy? Tôi trầm ngâm nói, liệu có phải là ba người chúng ta cùng bị ảo giác không vậy? Như thế, tất cả những cái thứ trước mắt đều là do chúng ta tưởng tượng ra, kỳ thật không hề tồn tại. Theo tới được biết, có một số người vì làm việc dưới lòng đất quanh năm cho nên thường xuyên thiếu dưỡng khí. Từ đó gây ra cái tình trạng ảo giác đứt quãng Phải chăng là ba người chúng ta cũng bị như vậy rồi. Lời này của tôi vừa mới ra khỏi miệng Tôn Kim Nguyên đã đột ngột dung tay đánh tới. Tôi nhất thời không có kịp phản ứng ăn ngay một cái tác của cậu ta. Tôi đưa tay lên sờ má trái đào rác không kìm được cất tiếng mắng lớn. Này, Đại Tôn Tử! cậu đã bị điên rồi sao có phải là đã trúng cổ rồi không vậy tuy trong lòng rất muốn lao lên rửa sạch cái nỗi nhục này nhưng mà nghĩ tới khả năng tôn kim nguyên có thể đã trúng cổ rồi suýt đã giết chết tôi mà tôn kim nguyên lại là người khỏe mạnh nhất trong số ba chúng tôi nếu mà cậu ta nổi điên lên chỉ e tôi và dương tiên giao khó lòng địch lại được tôn kim nguyên thấy tôi và dương tiên giao đều tỏ ra căng thẳng thì lập tức cười nói vừa rồi cậu chẳng nói chúng ta có thể bị ảo giác sao. Cho nên, tớ mới thử một chút thôi. Kết quả đã chứng minh phán đoán vừa rồi là sai, bởi vì cậu vẫn còn biết đau mà. Nói xong, còn nhúng dài, xòe tay ra có vẻ hết cách. Bộ dạng thật sự là rất đáng ăn đòn. Tôi nghe mà trong lòng thầm bóc quả, không ngờ cái gã khốn này á, dám bẩn cợt tôi. Vậy tại sao mà cậu không tự tác mình đi? Tớ đang điên tiết lắm rồi đây không tác lại cậu á thì khó mà nguôi ngoai cơn giận được. Dứt lời, tôi mới liền sắn tay áo lên chuẩn bị liều mạng với Tôn Kim Nguyên. Nhưng mà lại bị Dương Tiên Giao đứng sau lưng đưa tay kéo lại rồi chỉ nghe cô nàng khẽ nói. Hình như có động tĩnh kìa. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngẩn ra, dỗ dàng lần theo cái hướng phát ram thành nhìn về phía cánh cửa đá. Chỉ nghe thấy mấy cái tiếng răng rắc rất lớn. Ngay sau đó, cánh cửa đá động đậy, nhanh chóng đã mở rộng ra. Tôi bất giác nhủ thầm, chẳng lẽ phán đoán của Dương Tiền giàu mới là sự thật? Đoàn khảo cổ đang tiến vào đây sao? Các bạn vừa nghe xong tập 5, kẻ trợ mộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.